Dạ thưa các sư, cho con hỏi. Gần đây con đến chùa và cúng dường bằng cách bỏ tiền vào thùng phước xương. Theo con hiểu thì mình bỏ tiền vào đó thì đối tượng cúng dường là cho Phật bảo và các sư không thể dùng tiền đó cho sinh hoạt, phải không ạ? Lúc cúng dường thì nên chia ra một phần để vào hòm phước xương, một phần cúng dường vật dụng các sư thì hợp lý và được hưởng phước báo nhiều hơn, phải không ạ? Con xin cảm ơn các sư. Sư chia ra cho quý vị biết ha. Thì thường á, khi mà cúng dường thì nó có, khi quý vị đem cúng dường tịnh tài vào trong chùa á, thì nó có 3 trường hợp. Một là quý vị cúng dường chung chung như là cúng dường tam bảo, hay là trường hợp mà cúng dường bỏ vô thùng phước xương á, thì trong trường hợp đó phần tịnh tài của quý vị sẽ được sử dụng chung cho việc chùa, ví dụ như điện nước, rồi cần sửa chữa, ví dụ như hư ống nước rồi lủng mái tôn, hay là cần sửa toilet, ví dụ như vậy, hoặc là xây dựng thêm các thứ, thì nói chung là đó là xài chung cho việc chùa. Còn khi quý vị cúng dường cho chư tăng thì mình cần đến gặp chư tăng hoặc là một vị sư thì tác bạch, hoặc là cái vị mà quản chùa thì mình tác bạch là cúng dường cho chư tăng, thì cái cúng dường cho chư tăng đó thì sẽ được phân phát đều cho tất cả các sư. Và cái kiểu thứ ba là cúng dường riêng cá nhân một vị nào đó mà quý vị có lòng hoan hỷ. Thì chia ra như vậy để quý vị hiểu. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.